Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình kiến thức ăn coi của đội ngũ Skyverse TV. Mình là Dan và trong số ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục là người đồng hành với các bạn để khám phá thêm những dự án cộm cán. Nếu như trong số lần trước, chúng mình đã giới thiệu với các bạn về một dự án non-EVM là Aptos, thì trong số lần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một thành viên khác trên chiến trường non-EVM. Một chiến thần cạnh tranh trực tiếp với Solana, đó chính là dự án Sui, một nền tảng blockchain thế hệ mới. Trong video ngày hôm nay, chúng mình đã chia ra thành các phần nhỏ hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Nội dung chính cùng có các phần như sau. 1. Sui Blockchain là gì? 2. Điểm nổi bật của Sui. 3. Đội ngũ phát triển dự án. 4. Nhà đầu tư. 5. Thông tin token dự án. 6. Hệ sinh thái Sui. 7. Nhận định, quan điểm cá nhân. Trước khi bắt tay đi vào tìm hiểu dự án Sui, các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình ra những video tiếp theo bằng cách nhấn like và subscribe. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào phần nội dung chính nhất của số ngày hôm nay. Sui Blockchain là gì? Sui là một cái tên đang làm mưa làm gió trên thị trường tiền mã hóa trong thời gian gần đây. Đây là một nền tảng blockchain layer 1 được xây dựng và thiết kế để giải quyết nhiều vấn đề mà các blockchain đời đầu như Ethereum và Bitcoin đang gặp phải. Có thể kể đến hai vấn đề gây nhức nhối nhất, đó là tốc độ và phí giao dịch. Sui là blockchain layer 1, ban đầu được xây dựng với mục tiêu cho phép các nhà sáng tạo và nhà phát triển xây dựng những ứng dụng phục vụ cho người dùng Web3. Blockchain Sui có chi phí rẻ, thời gian tạo block nhanh, nên có thể hỗ trợ hàng triệu giao dịch mỗi giây mà không cần node mạnh. Ngoài ra, blockchain Sui mở rộng theo chiều ngang, giống với Near và ETH 2.0. Phong cách mở rộng này khác so với Solana hay ICP là mở rộng theo chiều dọc. Hiểu đơn giản thì mở rộng theo chiều dọc nghĩa là sẽ cần máy tính mạnh hơn để xử lý và vận hành các node mạng lớn hơn. Mở rộng theo chiều ngang thì chỉ cần tăng số lượng máy tính để vận hành nhiều nốt hơn. Đối với các giao dịch đơn giản như thanh toán, đúc NFT, di chuyển coin, thì Sui sẽ từ bỏ sự đồng thuận toàn mạng lưới, mà thay vào đó sử dụng các nguyên tắc đơn giản hơn. Vì thế nên giao dịch có thể được xác nhận ngay lập tức và có độ trễ cực thấp. Sở dĩ vì giao dịch không cần phải chờ đợi sự đồng thuận từ tất cả các nốt trên toàn mạng. Mục tiêu cuối cùng của Sui là mở rộng hệ sinh thái Web3, tạo ra một nền tảng đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người dùng mới. Với sự ra mắt của Sui, dự án này được xem là đối thủ trực tiếp trong tương lai của Solana trong mảng non-EVM trên. Sui nhắm tới phân khúc chủ đạo là NFT, game, sau đó mới là DeFi. Như đã đề cập ở trên, Sui ra đời với sứ mệnh gia nhập chiến trường non-EVM, cạnh tranh trực tiếp với anh lớn Solana và đối thủ Aptos. Để có thể gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cộm cán như vậy, hiển nhiên là Aptos phải khiến mình nổi bật hơn, cung cấp nhiều tính năng mới mẻ hơn. Vậy thì Sui có điểm gì đặc biệt? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, blockchain Sui cung cấp khả năng mở rộng cùng độ trễ cực kỳ thấp. Điều này được thực thi thông qua việc cho phép các giao dịch có thể được xử lý song song, nhờ đó mà tài nguyên được tận dụng tốt hơn. Đồng thời, blockchain Sui sử dụng ngôn ngữ lập trình Move. Đây là một ngôn ngữ hợp đồng thông minh an toàn và các nhà phát triển đã được xác minh có thể truy cập một cách dễ dàng. Move hoạt động dựa trên ngôn ngữ Rust, bộ ngôn ngữ lập trình được viết để phục vụ dự án Libra của Meta. Thứ hai là khả năng xác định nội dung on-chain phong phú và có thể tổng hợp. Mục tiêu của Sui là trở thành blockchain có thể mở rộng quy mô song song với sự phát triển của Web3, đồng thời vẫn duy trì được hiệu suất cao, chi phí thấp, khả năng lập trình và khả năng sử dụng hàng đầu trong ngành. Để nâng công suất xử lý của mạng lưới, đội ngũ blockchain Sui có thể bổ sung thêm nhiều máy tính trên mỗi trình xác thực. Điều này sẽ đảm bảo rằng phí ga luôn ở mức thấp, ngay cả trong điều kiện lưu lượng mạng tăng cao và hỗ trợ người dùng có trải nghiệm sử dụng các ứng dụng Web3 tốt hơn. Khi dự án thúc đẩy việc ra mắt mainnet trong vài tháng tới, blockchain Sui sẽ chứng minh năng lực của mình. Không chỉ mạnh về khả năng xử lý giao dịch của các hệ thống đã được thiết lập, truyền thống và blockchain. Họ cũng kỳ vọng rằng Sui sẽ là nền tảng blockchain có thể lập trình quy mô Internet đầu tiên và đóng vai trò là một lớp nền tảng cho Web3. Về đội ngũ phát triển đứng sau dự án blockchain Sui thì trình độ của họ như những chiếc ghế vậy vì nó không phải bàn. Team dự án của Sui bao gồm nhiều thành viên dày dặn kinh nghiệm và đã từng làm việc cho nhiều gã lớn công nghệ như Microsoft, Meta. Họ đều là những chuyên gia trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phần mềm. Cụ thể về đội ngũ xây dựng dự án, xin mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Sui được xây dựng bởi Mixton Labs. Đây là một công ty xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng cho Web3, được thành lập bởi Evan Cheng, Adeniyi Abiodun, Sam Blackshear, George Danesis và Costa Cryptos. Có một sự trùng hợp là tất cả những người này trước đây đều tham gia xây dựng dự án DM tại Meta. Đội ngũ đứng đằng sau Aptos Blockchain cũng đều là những thành viên cũ của những dự án này. Team dự án Sui đang xây dựng blockchain và hướng sự tập trung vào 4 lĩnh vực chính, bao gồm gaming, DeFi, e-commerce và social. Chúng ta có thể kể đến những nhân vật cốt cán trong Mixton Labs như Evan Cheng, co-founder và là CEO. Ông từng có 10 năm làm việc tại Apple, 2 năm làm giám đốc kỹ thuật tại Facebook, giám đốc nghiên cứu và phát triển tại Novi Finance. Adeniyi Abiodun, co-founder và là CPO. Ông từng là kỹ sư phần mềm tại JP Morgan, HSBC, trưởng nhóm sản phẩm cho các sản phẩm cơ sở hạ tầng tiền mã hóa tại Facebook.
Sam Blackshear, co-founder và là CTO. Ông cũng từng làm việc cho các công ty tên tuổi như Microsoft, Facebook và Navi Finance. Có thể nói, với tất cả những ưu điểm trên, cùng một đội ngũ dự án thật sự khét lẹt, Blockchain Sui đã làm nổi bật được bản thân trên chiến trường non-EVM. Từ đó, dự án đã lọt được vào mắt xanh của các nhà đầu tư tay to trong ngành và kêu gọi được số vốn tương đối lớn, nâng mức định giá của công ty lên hơn nữa. Theo đó, tại vòng Serie A diễn ra vào tháng 12 năm 2021, dự án Sui đã huy động được 36 triệu đô từ nhà đầu tư A16Z và các quỹ Redpoint, Lightspeed, Coinbase Ventures, Electric Capital, Standard Crypto và nhiều quỹ khác. Đối với vòng Serie B diễn ra vào ngày 8 tháng 9, doanh nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng cho dự án Web3 là Mixton Labs công bố đã huy động được 300 triệu đô từ vòng gọi vốn do nhánh đầu tư sàn giao dịch FTX dẫn đầu. Qua đó, công ty được định giá 2 tỷ đô và hứa hẹn sẽ là kỳ lân công nghệ blockchain năm 2022. Ngoài FTX, vòng Serie B còn có sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như là A16Z, Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures, Lightspeed Venture Partners. Và đó là toàn bộ thông tin về các nhà đầu tư đã bơm tiền cho dự án Sui. Ngay sau đây, Skyverse TV xin được gửi tới các bạn thông tin về token của dự án này, đó chính là token Sui. Theo thông tin chính thức trên trang web của Sui, token Sui có tổng cung là 10 tỷ token. Tuy nhiên, dự án này hiện mới đang ở giai đoạn DevNet và một phần trong tổng cung của Sui sẽ được phát hành khi ra mắt Mainnet và phần còn lại sẽ được phân bổ dưới dạng trợ cấp thưởng cổ phần trong tương lai. Token Sui được xác định là token chính của mạng lưới, có tổng cung 10 tỷ token. Hiện tại, dự án vẫn chưa công bố lịch phát hành token và phân bổ token. Tuy nhiên, các nhà phát triển đã liệt kê ra một số chức năng của token Sui như sau. Chức năng đầu tiên của Sui phải kể đến, đó chính là thanh toán phí giao dịch. Sui sẽ được dùng làm đơn vị tiền tệ để thanh toán phí giao dịch cho tất cả các hoạt động trên mạng lưới. Thứ hai, token Sui sẽ được các validator staking nhằm khởi chạy và bảo vệ mạng lưới. Trong trường hợp hệ thống phát hiện dấu hiệu gian lận, toàn bộ tài khoản stake và tiền thưởng của validators sẽ bị cắt như một hình phạt. Và tiếp theo là chi phí lưu trữ. Sui token được dùng để trả cho chi phí lưu trữ thông tin, dữ liệu trên blockchain. Cuối cùng là quản trị. Những người sở hữu token Sui sẽ có quyền tham gia biểu quyết quản trị trên chuỗi. Hiểu đơn giản, chủ sở hữu Sui token sẽ có tiếng nói trong nhiều vấn đề khác nhau mà có ảnh hưởng trực tiếp đến nền tảng Sui. Một ví dụ đó là vấn đề nâng cấp giao thức. Như đã đề cập ở các phần trên, hiện tại dự án Sui vẫn còn khá mới và chỉ đang ở giai đoạn DevNet, do đó chưa có nhiều dự án công bố triển khai trên mạng lưới này. Thế nhưng mà cũng không hẳn là không có gì đâu ạ. Tính đến nay, đã bắt đầu có nhiều dự án đầu tiên xuất hiện trong nhiều mảng khác nhau. Với mỗi lĩnh vực, chúng ta có thể kể đến một số cái tên như sau. Đầu tiên là AMM DEX. MoveAX là dự án đầu tiên thuộc mảng này được ra mắt. Dự án này sẽ là phiên bản kết hợp của AMM và Orderbook DEX. MoveAX có hỗ trợ Move nên có thể chạy trên cả Sui và Aptos. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa ra mắt sản phẩm chính thức. Tiếp theo là mảng Infrastructure. Ở mảng này đã xuất hiện hai dự án là Shinami và Chainx. Shinami là dự án cung cấp dịch vụ API và dịch vụ Node cho các nhà phát triển trên Sui. Trong khi đó, Chainx là dự án Layer 2 cho Bitcoin đã xuất hiện từ lâu, có khả năng mở rộng iBitcoin sang các hệ sinh thái sử dụng ngôn ngữ lập trình Move. Một mảng nữa đó là Wallet. Ngoài ví Sui được phát triển bởi chính Mixton Labs, còn có một dự án nữa là ví Ethos. Đây là dự án đến từ Node Labs và đang được xây dựng trên DevNet, mới chỉ có bản Early Access. Thêm vào đó là mảng NFT. Có thể nói, đây là mảng phát triển tích cực nhất của Sui. Tuy mới chỉ có một dự án collectible là Sui Punks, Sui đã có tới hai sàn giao dịch NFT rất được chú ý là Blue Move và Sui Gallery. Trong đó, Sui Gallery đã bắt đầu có những đợt NFT drop đầu tiên, cho phép người dùng mint NFT trên Sui DevNet. Ngoài ra, trên Sui cũng có dự án Name Service, dự án làm về name service cho các tên miền đuôi .sui. Và đó là thông tin về một số dự án hiện đã được triển khai trong giai đoạn DevNet của Sui. Ngay sau đây, để giúp người xem có cái nhìn bao quát hơn về Sui, Skyverse TV xin được gửi tới các bạn một số nhận định cũng như quan điểm cá nhân về dự án. Xin quý khán giả hãy lưu ý rằng toàn bộ những ý kiến sắp được đưa ra chỉ là nhận định chủ quan từ phía Skyverse TV. Chúng mình hoàn toàn không đưa ra lời khuyên đầu tư, do đó, quý khán giả nên cân nhắc thật kỹ và tự xem xét để có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với vị thế của bản thân. Về các điểm cộng, có thể kể đến hai điểm đáng chú ý nhất của dự án Sui như sau. Thứ nhất, dự án xây dựng tiện ích cho token, mình nghĩ là rất tốt và đầy đủ. Giá trị của mạng lưới đổ nhiều vào token, người dùng cũng có nhiều nhu cầu mua Sui khi sử dụng các dịch vụ trên mạng lưới. Thứ hai, dàn nhà đầu tư của Sui thật sự rất chất lượng. Dự án này đã huy động được tổng cộng hơn 300 triệu đô từ nhiều tên tuổi lớn như Coinbase Ventures, A16Z, Binance Labs. Từ đó, chúng ta có thể thấy được sự tin tưởng của các nhà đầu tư lớn vào tương lai và tiềm năng của dự án.
Dù có khá nhiều điểm nổi bật, dự án Sui vẫn còn một số thông tin mà quý khán giả nên lưu ý trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Một điểm chưa đáng chú ý nhất đó là chưa có nhiều thông tin về token dự án Sui. Tuy nhiên, theo thông tin ít ỏi trên trang web của dự án thì tổng cung Sui là 10 tỷ, một con số thật sự rất lớn. Quan điểm của mình, những dự án có tổng cung dưới 1 tỷ thì mới thật sự là lý tưởng. Thêm vào đó, như đã đề cập đến nhiều lần trong video, hiện dự án chỉ đang trong giai đoạn DevNet và hệ sinh thái còn rất sơ khai. Do đó, thật sự là thông tin về Sui không đủ nhiều để chúng ta có cái nhìn sâu hơn về dự án. Chúng ta sẽ phải chờ đợi các động thái tiếp theo từ dự án để có thể đưa ra các quyết định đầu tư. Ngoài ra, dự án hiện chỉ đang trong giai đoạn DevNet, chưa ra mainnet nhưng đã được định giá 2 tỷ đô. Con số này theo mình là rất lớn và điều này sẽ gây không ít khó khăn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Sui có thể chỉ là cuộc chơi riêng của các quỹ, bơm thổi và làm giá. Mình nghĩ Sui cũng sẽ có một vấn đề giống Aptos, đó là ngôn ngữ lập trình Move vẫn còn mới và đang phát triển, nên cần có nhiều thời gian để phát triển, học hỏi và được chấp nhận. Thông tin vừa rồi đã khép lại toàn bộ nội dung mà chúng mình muốn gửi tới quý khán giả trong số ngày hôm nay. Với tất cả những thông tin và phân tích tổng hợp trên, dự án này có xứng đáng nằm trong danh mục đầu tư của các bạn không? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của các bạn về dự án này ở dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video trong series kiến thức Ancoin của chúng mình. Trước khi video này kết thúc, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ Skyverse TV ra những số tiếp theo. Chưa hết, nếu các bạn có bất cứ góp ý hay thắc mắc nào, xin hãy gửi tới chúng mình thông qua đường link trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại!